Hôm nay, thiền sư giảng bài kinh tên là Duttiya Dasapala thuộc Samyutta Nikaya, tương ứng bộ kinh. Duttiya có nghĩa là thứ hai, Dasa là 10 và Pala có nghĩa là sức mạnh. Vậy đây là bài kinh thứ hai về 10 sức mạnh. Và 10 sức mạnh hay là 10 năng lực này là thuộc các vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thiền sư nói rằng Đức Phật giảng giải giáo pháp theo nhiều cách thức khác nhau. Như trong bài này, phần đầu Ngài dạy về năm uẩn, sự phát sinh, tan biến, hoại diệt của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong phần sau, Ngài dạy về 12 nhân duyên. Bài kinh bắt đầu như sau. Tại Savatthi, Đức Phật nói rằng: Này các tỳ khưu, có được 10 sức mạnh, có được 4 sự tự tin, Vesarachanyana. Như Lai đứng ở vị trí dẫn đầu, cất lên tiếng sư tử rống giữa hội chúng, đặt bánh xe cao thượng trong thế giới, tuyên bố rằng: Đây là sắc, Rupa. Đây là sự phát sinh của sắc. Đây là sự tan biến hoại diệt của sắc. Đây là thọ, Vedana. Đây là sự phát sinh của thọ. Đây là sự tan biến hoại diệt của thọ. Đây là tưởng Sanya. Đây là sự phát sinh của tưởng. Đây là sự tan biến hoại diệt của tưởng. Đây là hành Sankhara. Đây là sự phát sinh của hành. Đây là sự tan biến hoại diệt của hành. Đây là thức Vijnana. Đây là sự phát sinh của thức. Đây là sự tan biến hoại diệt của thức. Và rồi Đức Phật giải tiếp. Khi cái này tồn tại, cái kia phát sinh. Khi cái này sinh khởi, cái kia sinh khởi. Khi cái này không tồn tại, cái kia không phát sinh. Khi cái này không sinh khởi, cái kia không sinh khởi. Điều này phải được hiểu rằng, khi có vô minh, hành, tức là hành động tạo nghiệp sinh khởi. Khi có hành, thức, tức là tâm thức tái sinh sinh khởi. Khi có thức, danh sắc, tức là tâm, thân, sinh khởi. Khi có danh sắc, lục nhập, tức là sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sinh khởi. Khi có lục nhập, xúc, sinh khởi, tức là sự tiếp xúc giữa các căn này và các đối tượng. Khi có xúc, thọ, tức là cảm thọ, sinh khởi. Khi có thọ, ái, tức là tham ái, sinh khởi. Khi có ái, thủ, tức là chấp thủ hay là tham ái ở mức độ cao, sinh khởi. Khi có thủ, thì hữu, tức là nghiệp mới, sinh khởi. Khi có hữu, tái sinh, sinh khởi. Khi có tái sinh, già, chết, buồn bã, than khóc, khổ thân, khổ tâm, sinh khởi. Một khối đau khổ phát sinh như thế. Khi vô minh không còn, hành không còn. Khi hành không còn, thức không còn. Khi thức không còn, danh sắc không còn. Khi danh sắc không còn, lục nhập không còn. Khi lục nhập không còn, xúc không còn. Khi xúc không còn, thọ không còn. Khi thọ không còn, ái không còn. Khi ái không còn, thủ không còn. Khi thủ không còn, hữu không còn. Khi hữu không còn, tái sinh không còn. Khi tái sinh không còn, già, chết, buồn bã, than khóc, khổ thân, khổ tâm không còn. Một khối đau khổ chấm dứt như thế. Thiền sư giải thích rằng, Đức Phật từng nói, vì có cuộc sống mà có già, bệnh, chết, nên chúng sinh đau khổ. Hơn nữa, khi không được cái mình muốn, hay khi mất cái mình yêu thích, chúng sinh đau khổ. Vậy, vì sinh ra, vì có cuộc sống này mà chúng sinh cứ đau khổ. Dù là giàu hay nghèo, có học thức hay không, trẻ hay già, nam hay nữ, chúng ta có năm uẩn. Sinh ra trong đời và mang năm uẩn này, khi năm uẩn phát sinh, tan biến, hoại diệt thì khổ phát sinh. Chúng ta khổ vì tham ái, vì ô nhiễm trong tâm. Để không còn đau khổ, chúng ta cần hành thiền minh sát, thực hành bốn nền tảng chánh niệm, quán thân, thọ, tâm và pháp. Nhờ hành thiền minh sát, tham ái, ô nhiễm không còn trong tâm, nên đau khổ không còn. Và rồi Đức Phật giải tiếp,
evam suakato bikave maya dhammo utano vivato pakasito china pilotiko evam suakate ko bikave maya dhamme utane vivate pakasite china pilotike alame va sadda papachite na kulabute na viriyam arabitum kamam tacho cha naharu cha athicha avasisatu sarire upa susatu mamsa lohitam yam tam burisa thamena burisa viriyena burisa parakamena patapam na tam apa punitwa viriyasa santhanam bhavisati ti dukham bikave kusito viharati vokino papakehi akusalehi dhamehi mahantancha saddatham brihabeti arada viriyo cha kobikave sukham viharati bhavivito papakehi akusalehi dhamehi mahantancha saddatham bribureti na bikave hine na agasa patihoti agena chako bikave agasa patihoti mandape yamidam bikave brahmachariyam satha sammukhi puto tasmatiha bikave viriyam arapatha apatasa patiya anadhigatasa adigamaya asachikatasa sachikiriyaya evamno ayam amhakam papacha avancha bhavisati sapala saudraya ye sancha mayam bari bhuncha ma chivara binda bata sena sana gilana pachaya bhesacha parikaram te samte kara amhesu mahapala bhavisanti mahani samsati evan hi vo bhikave sikhitapam Atatham vahi bikave sampasa manena alameva apamadena sambadetum. Paratham vahi bikave sampasa manena alameva apamadena sambadetum. Ubhat yatham vahi bikave sampasa manena alameva apamadena sambadetunti. Này các tỳ khưu, giáo pháp do ta khéo giảng, thật đơn giản, tự nhiên, rõ ràng và không chấp vá. Khi giáo pháp đơn giản, tự nhiên, rõ ràng và không chấp vá được ta khéo giảng, lời lẽ ấy đủ làm cho những ai xuất gia vì có đức tin nơi Tam Bảo, phát triển tinh tấn, nghĩ rằng dù cho thân này chỉ còn gân và da bọc xương, dù thịt và máu nơi thân này khô cạn, ta sẽ chẳng bao giờ ngừng tinh tấn. Ta sẽ chẳng bao giờ ngưng nghỉ chừng nào mà ta chưa thành tựu cái cần được thành tựu bằng sức mạnh, tinh tấn và nỗ lực của một con người. Này các tỳ khưu, người lười biếng sống trong đau khổ, bị thấm nhiễm bởi các pháp bất thiện xấu ác và đánh mất nhiều lợi lạc. Nhưng người tinh tấn sống đời hạnh phúc, an vui và có được nhiều lợi lạc. Pháp cao thượng không thể có được từ tinh tấn yếu ớt. Pháp cao thượng có được nhờ phát triển tinh tấn mạnh mẽ. Này các tỳ khưu, giáo pháp cao thượng này thật trong sạch và vị thầy đang có mặt. Do vậy, hỡi các tỳ khưu, hãy khơi dậy tinh tấn để thành tựu điều chưa thành tựu, để hoàn tất điều chưa hoàn tất, để kinh nghiệm hiểu rõ điều chưa kinh nghiệm hiểu rõ. Hãy tự nhủ rằng, làm được như vậy, sự xuất gia của chúng ta sẽ không phí phạm mà được nhiều lợi ích. Làm được như vậy, khi chúng ta sử dụng y, thức ăn, chỗ ở và thuốc men được dâng cúng, những thứ dâng cúng ấy sẽ đem đến lợi lạc lớn lao cho thí chủ. Này các tỳ khưu, các ông nên tự dặn lòng như thế. Nghĩ đến những lợi lạc của mình như thế đủ làm cho tỳ khưu dốc lòng đạt đến mục tiêu. Nghĩ đến những lợi lạc của người như thế đủ làm cho tỳ khưu dốc lòng đạt đến mục tiêu. Nghĩ đến những lợi lạc của mình và người như thế đủ làm cho tỳ khưu dốc lòng đạt đến mục tiêu. Thiền sư nói rằng, qua đây chúng ta thấy Đức Phật nói, nếu không có đủ đức tin, không đủ tinh tấn, thì chúng ta mãi mãi đau khổ, không thoát ra khỏi đau khổ. Nhưng nếu người xuất gia có đủ đức tin và tinh tấn tu tập, người này có thể loại trừ các pháp bất thiện xấu ác, thoát khỏi đau khổ, chấm dứt đau khổ.
Vì thí chủ hỗ trợ bốn vật dụng, chúng ta cần cố gắng vượt thoát luân hồi, chấm dứt đau khổ. Làm được như vậy, thí chủ có được lợi lạc khi hộ trì tam bảo, chu cấp cho chúng ta. Thời Đức Phật, Chư Tăng, Chư Ni đến hỏi Đức Phật cách thức tu tập và vào rừng hành thiền, mỗi ngày chỉ ra ngoài đi bát về ăn, sau đó trở về rừng tu tập cả ngày. Tại thiền viện này, chúng ta có thiền đường để hành thiền, có phòng ốc khang trang để ở, có nhà ăn, có thí chủ, có người nấu nướng dâng cúng thức ăn, dọn dẹp chỗ ở, có thầy dạy dỗ và được trình pháp. Có những nơi có thí chủ nhưng không có thầy, có nơi có thầy nhưng không thí chủ. Vậy thiền sinh nơi đây cần biết là mình quá may mắn vì có đủ mọi thứ thuận lợi hỗ trợ cho việc tu tập và nên hết lòng tu tập. Thiền sư nói rằng khi thiền viện này mở và đón nhận thiền sinh thì sư phát hiện rằng có thiền sinh có đức tin yếu, có thiền sinh thiếu tinh tấn, có thiền sinh quyết tâm tu tập không mạnh mẽ hay có thiền sinh có sự hiểu biết yếu. Thậm chí có người không rõ ràng mục đích hành thiền, do vậy vẫn nói chuyện xã giao và không chú tâm tu tập. Rồi có người đề nghị sư nên đến thiền đường kiểm tra thiền sinh thường xuyên. Sư nói rằng tại sao sư phải làm như vậy khi mình đã làm tròn trách nhiệm của một vị thầy, đó là hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho thiền sinh, giảng dạy và nghe thiền sinh trình pháp. Sư kể rằng trước kia có một thiền sinh người Thái là thí chủ chính ở đây, từng đến đây thiền và liên tục phàn nàn rằng thiền sinh ở đây cho chó ăn, không tu tập nghiêm túc nên không muốn hỗ trợ nữa. Thiền sư nói rằng thiền viện này tạo điều kiện cho mọi người đến đây có môi trường tu tập và yêu cầu thiền sinh đừng cho chó ăn và nên chú tâm hành thiền theo thời khóa. Có người làm theo nhưng có người không và ngài chẳng biết phải làm gì hơn. Ngài nói rằng thiền sinh đến đây nên tu tập nghiêm túc. Nếu không làm được như vậy và không có đức tin, thì thiền sinh có thể rời khỏi nơi này. Có một số thiền viện trước kia gia hạn hộ chiếu, tạo điều kiện cho thiền sinh tu tập dài hạn. Nhưng rồi vì có một số người không quyết tâm tu tập, không tu tập nghiêm túc và gây ra nhiều xáo trộn như là nói chuyện, tự do đi đó đây. Cho nên về sau, những nơi này chỉ cho thiền sinh ở 3 tháng và không gia hạn hộ chiếu thêm nữa. Trở lại bài kinh này, Đức Phật dạy, dù cho thân này chỉ còn gân và da bọc xương, dù thịt và máu nơi thân này khô cạn, ta sẽ chẳng bao giờ ngừng tinh tấn. Ta sẽ chẳng bao giờ ngưng nghỉ chừng nào mà ta chưa thành tựu cái cần được thành tựu bằng sức mạnh, tinh tấn và nỗ lực của một con người. Vậy, thiền sinh cần ra sức tu tập cho đến khi kinh nghiệm Niết Bàn. Chúng ta cần cẩn thận chánh niệm khi ngồi, khi kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày. Ở tại Miến Điện 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, nếu biết cách hành thiền, chúng ta có được rất nhiều tiến bộ. Chánh niệm định tâm sẽ tăng trưởng, việc hành thiền dễ dàng và không cần nhiều cố gắng. Khi tiến bộ, thiền sinh này không muốn nhìn đó đây, xã giao hay nói chuyện huyên thuyên. Không chú tâm tu tập, thiền sinh không thể tiến bộ trong việc hành thiền, nên chán nản, muốn làm cái này rồi cái nọ, muốn nhìn quanh, muốn nói chuyện, thường xuyên đi uống nước, đi nhà vệ sinh, v.v. Thiền sư nói rằng, tu tập như vậy chỉ phí thời gian mà không được lợi lạc. Nếu cảm thấy lười biếng, thiền sinh hãy tự nhắc nhủ rằng mình vô cùng may mắn có được cơ hội tu tập nơi đây, có được mọi điều kiện thuận tiện cho việc tu tập. Tại đây, thiền sinh không cần lo lắng về tiền bạc, miếng ăn, nấu nướng dọn dẹp gì cả. Ngoài ra, thầy có sẵn hết lòng dạy dỗ và người thông dịch từ xa xôi cũng có mặt để giúp đỡ. Vậy tại đây, thiền sinh chẳng có lý do gì để phàn nàn. Bên ngoài Phật Pháp chẳng có cái gì cho không biếu không như thế này. Chỉ có trong Phật Pháp mới tìm gặp môi trường như thế và những tấm lòng yêu quý, hy sinh như thế. Người biết suy nghĩ sẽ trân quý cơ hội như thế này biết bao và không muốn tu tập hời hợt, thất niệm dù chỉ trong một sát na. Sư nói rằng, năm 2009, nơi đây là một cái chùa nhỏ, không có thiền đường và phòng ốc. Nhưng khi thấy thiền sinh từ nhiều nước, Thái Lan, Lào, Đài Loan, Việt Nam, Mỹ đến đây tu tập, thì Phật tử có đức tin
phát tâm cúng dường, xây dựng cốc liêu, thiền đường, thức ăn. Đến bây giờ, sau 9 năm, thiền viện mới được như ngày nay, với 90 thiền sinh về đây tu tập. Vậy thiền sinh nên tưởng nghĩ đến những tấm lòng như vậy để có ước muốn tu tập mạnh mẽ và tu tập cho đến khi tâm mình không còn ô nhiễm. Thiền sinh hãy tự nhủ rằng, dù cho thân này chỉ còn gân và da bọc xương, dù thịt và máu nơi thân này khô cạn, ta sẽ chẳng bao giờ ngừng tinh tấn. Ta sẽ chẳng bao giờ ngưng nghỉ chừng nào mà ta chưa thành tựu cái cần được thành tựu bằng sức mạnh, tinh tấn và nỗ lực của một con người. Thiền sư giải thích, tâm chúng sinh đầy dẫy tham ái, giận dữ, bực bội, thù hận, khóc than, bất mãn, suy nghĩ vọng động, mê mờ, ngã mạn, ích kỷ, vân vân. Và Đức Phật đảm bảo, những ai hành theo giáo pháp của Ngài, người đó có khả năng loại trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Vậy chúng ta có thực sự muốn loại trừ mọi ô nhiễm trong tâm hay không? Nếu không muốn loại trừ mọi ô nhiễm trong tâm, giáo pháp này chẳng đem lại lợi lạc gì. Nếu biết tâm mình ô nhiễm và thực sự muốn loại trừ ô nhiễm, tại nơi đây, thực hành theo giáo pháp này quả là cơ hội hiếm hoi mà chúng ta không nên bỏ qua. Có thiền sinh sẽ rời nơi đây sau 3 tháng tu tập, có người dự định ở lại đây hành thiền 6 tháng, 1 năm hay lâu hơn. Trong số những thiền sinh nơi đây, có người tiến bộ và có rất nhiều kinh nghiệm thiền tập. Có người tiến bộ chút ít, có người vẫn còn đang vật vã trong pháp hành. Có thiền sinh vẫn chưa nắm vững cách thức tu tập vì chưa từng hành thiền, vẫn nói chuyện và không tập trung tu tập. Nhưng nhìn chung các thiền sinh tiến bộ nhiều, hiểu rõ cách thức tu tập hơn. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là 3 tháng hạ kết thúc. Nếu thấy việc tu tập của mình chưa tiến bộ hay chậm tiến bộ, thiền sinh cần tìm hiểu xem có phải vì mình vẫn chưa nắm vững cách thức tu tập, có phải vì mình có đức tin yếu ớt nơi pháp hành, có tinh tấn yếu, có chánh niệm yếu, định tâm yếu hay thiếu quyết tâm dũng mãnh. Biết được yếu điểm của mình, thiền sinh cần điều chỉnh để được lợi lạc. Với những ai tiến bộ, người này cần duy trì chánh niệm liên tục khi ngồi thiền, kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày, theo dõi đề mục kỹ càng như được hướng dẫn. Biết cách hành thiền và hành thiền nghiêm túc, thiền sinh tiến bộ đều đặn và không cần phải lo lắng. Biết cách hành thiền, thiền sinh tiến bộ và thấy rõ các pháp thay đổi liên tục. Nếu thiền sinh thấy mình không tiến bộ nhiều, đừng khóc than so sánh việc tu tập của mình với ai khác, mà hãy chú tâm theo dõi đề mục cẩn thận khi ngồi thiền, kinh hành, sinh hoạt hàng ngày. Có khi thiền sinh không biết là mình đang suy nghĩ, chứ không phải theo dõi hay biết đề mục. Có khi hành thiền trong vài giờ mà tâm liên tục vọng động, bực bội, nhưng tâm bỗng định tĩnh, tĩnh lặng. Vậy khi gặp khó khăn, tâm không định tĩnh, tâm vọng động hay bực bội, chán nản, thiền sinh đừng lo lắng mà hãy theo dõi đề mục cho kỹ và việc hành thiền sẽ khá hơn. Thiền sư hy vọng thiền sinh hiểu những gì Ngài nói và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Gacchami Sangham Saranam Gacchami.